Tiếp theo là một thông tin mới trong lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị, trước đây nhiều người thích đi du lịch đơn độc để khám phá thế giới hay tận hưởng không gian riêng. Tuy nhiên, theo khảo sát mới nhất của những trang du lịch trong năm 2018, ngày càng nhiều người muốn trải nghiệm những chuyến đi thú vị bên người thân yêu trong gia đình của mình. Cuộc sống bận rộn khiến cho nhiều người ít có thời gian bên gia đình nhỏ của mình. Vì thế, những chuyến du lịch cùng gia đình ngày càng được quan tâm để những thành viên có thể tận hưởng thời gian sum vầy bên nhau. Và theo kết quả khảo sát mới nhất của Agoda, có đến 62% người Việt Nam thích đi du lịch cùng gia đình nhỏ của mình. Khoảng 1-2 lần về tùy theo con có rảnh hay không. Thì chú cũng lớn tuổi rồi, đi đa số đi theo gia đình. Du lịch gia đình sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ. Tuy nhiên, sự khác biệt tuổi tác cũng gây ra khó khăn cho việc lên kế hoạch chuyến đi cũng như tổ chức tour. Nếu tầng lớp trung niên luôn thích không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên, thì thế hệ trẻ lại muốn tham gia các hoạt động vui chơi giải trí sôi nổi. Khi mà mình đi cùng với gia đình, vì là vừa có em bé này vừa có bố mẹ mình, thế nên nhiều lúc mà cũng hơi gặp khó khăn trong việc là lựa chọn cái chỗ nào mà ăn uống ngủ nghỉ để cho hợp với cả em bé, vừa hợp với cả mình nữa và hợp với cả ba mẹ mình. Đấy là một vấn đề rất khó khăn, đặc biệt trong cách tổ chức tour, nhất là hướng dẫn viên. Nếu không hiểu được vấn đề trong đoàn có những người lớn tuổi, người trung tuổi, thậm chí cả những trẻ nhỏ nữa, thì chúng ta phải phân loại ra. Bởi vì nếu mà đã đi tour chọn gói ghép đoàn thì bao giờ giá nó tốt hơn chẳng hạn thế. Thì chúng phải nói với khách hàng là một khách có thể thông cảm và đồng thời là hòa đồng cùng với những nhóm khách khác để có một chuyến đi thật vui vẻ. Chúng tôi vẫn muốn hướng tư vấn cho những khách gia đình này đi theo những nhóm gia đình đi riêng. Bởi vì bây giờ cái loại hình du lịch gia đình hay còn gọi là loại hình du lịch tự chọn, du lịch mà dạng free DJ ấy, thì đang ngày càng phát triển. Và chính yếu tố chúng ta hướng đến khách gia đình để cho khách họ hiểu được vấn đề cái giá trị thực. Và họ đương nhiên là có thể đi theo nhóm gia đình thì giá nó đắt hơn, nó cao hơn, nhưng mà được cái là sẽ chủ động hơn và được tự do hơn. Công nghệ ngày càng phát triển nên các gia đình có thể chọn những dịch vụ từng phần để gia đình có không gian tự do cùng nhau. Ngoài ra, các gia đình có thể chọn những tour trọn gói đi ghép với các khách du lịch khác. Dù lựa chọn theo hình thức nào thì chi phí, sự an toàn và các hoạt động trong suốt chuyến đi luôn là những ưu tiên hàng đầu khi lập kế hoạch cho các kỳ nghỉ đi cùng gia đình so với việc đi một mình.